Tiên anh xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá tuần Thu Quốc. Hôm nay em tục lên trong một clip gồm 13 cần câu anh em, 13 cần câu này, 13 cái cần câu bản Nhật em lấy về. Thì sẽ có 6 cây bên đây là 6 cây carbon, phần còn lại là cần phép nha anh em. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng, chứ hình toán với hàng lỗi một số clip lên thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người một cái cần Ryobi. Đó. Ryobi này là một cây càng 3 khúc chất liệu là carbon, bón sắn này anh em thì có thể thấy. Đó. Thì cây này là bass Fuji, fan Fuji luôn. Ừ. Anh em có thấy. Đó, bón sắn. Thì bu nó là bu xít nha anh em, bu xít. Bu lửng luôn. À, cây này chất liệu carbon dài 2.7, độ cứng ra tầm khoảng 30-50 mọi người. Đây, bón sắn này anh em thấy. Fan bass Fuji, fan Fuji tem vàng, bass Fuji tem vàng, fan là fan Fuji anh em, đổi sắm. Ngoại hình thì ok, có xước sát li ti nha mọi người. Đó. Đây, cái này nó xước cái này đây, đó. Cái này là xước thôi nha anh em, chứ không có bể nứt gì đâu nha. Anh em được kiểm tra hàng rửa thanh toán nha mọi người. Đó, xước đây, đó. Thì chất liệu carbon. Thì cái này nội địa cho mọi người, cái này dài 2.7 đọt 1 ly 1, độ cứng ra tầm khoảng 30 nha. Giá công khai cái này là 500k, 3 khúc chia cho anh em câu chép nha anh em, câu chép, câu tra, câu chê. Đó, đến lần chê nha, cực một tích super carbon. Đó, rồi giá công khai cái thứ nhất, giá công khai cái thứ nhất là 500k nha mọi người, 500k cộng chép cái thứ nhất, 3 khúc 2.7. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người vẫn là một cây cần carbon nha nè, chất liệu carbon. Đó. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần carbon, 2 carbon ron. Cây này của Moren gì đó. Orenter gì em đọc cái chữ này cũng không được luôn. Đó. Tem sức đầy đủ nha nè. Cây này thì cứng 30 và 21. Fan Fuji, Bass Fuji. Ngoại hình cũng còn ok. Đó, không nói nổi là xuất sắc lắm nè, nếu có fan này thì còn rất là chắc nữa mọi người. Đó. Cái này thì chia cho anh em đánh trên ghe tàu bè rồi. Đó. Cán 3 khúc nha, chất liệu là chất liệu carbon. Đó, fan Fuji, Bass Fuji. Đó. Bass Fuji fan là fan Fuji luôn nha mọi người. Đó. Fuji đâu rồi đây nè, fan Fuji nha, nó đóng chữ rõ ràng. Thôi anh em thấy ngoại hình chất liệu carbon, cái này em lấy từ Nhật về, nó tem sức đầy đủ, cán 3 khúc đề cao. Thì cái này dài 2.1 m, dài 2.1 m, cứng 30, nặng là 170g, đọt 2.3 l, giá công khai là 400k anh em, cái số 2 400k. Chia lên cho anh em câu ghe, trên ghe, trên trẻ, bài, bè, trên thuyền. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người một cây càng Romet. Đó. Cây Romet. Cây này ngoại hình còn xuất sắc mọi người. Đó. Độ cứng nó ra tầm từ 5 đến 15 nha anh em. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon. Bát thường, fan thường. Cái này dài 2.1 m mọi người, dài 2.1 m, ngoại hình tầm khoảng 90-93%, ngoại hình rất đẹp nha mọi người. Thì cái này chia cho anh em câu tôm, câu mèo Vinh, câu hành cháp nha, cái này thuộc dạng hai chi nha mọi người. Đó. Chất liệu carbon, thuộc dạng hai chi rồi, fan thường, bát thường. Đọt cực kỳ dịu luôn. Đọt này đánh tôm bao nhạy luôn, đánh tôm đánh hành nó, đánh hành cháp bao nhạy luôn. Thì cái này nặng là 140g, đọt 1 ly. Dài 2.1 m, độ cứng cái này ra tầm khoảng 10. Đó. Rất là dịu nha mọi người. Rồi, giá công khai cái số 3 là 350k nha, chất liệu carbon nha, fan thường, bát thường. Ngoại hình còn đẹp. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 em lên cho mọi người là một cây cần của Tika. Đó, hàng Tika.
Cây này dài 2m4 cứng 50 nha mọi người, dài 2m4 cứng 50. Cây này thì phen thường bát là bát Fuji. Đó. Phen thường bát Fuji, cây này được bọc bằng bo nha mọi người. Nó mới nhật bọc, cây này cán 3 khúc. Đó trọng. Ngoại hình thì nó có xước ti ti nha mọi người, cái này chóc sơn nha. Xước ti ti, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đó. Phen thường nha mọi người. Đó. Xước ti ti nha. Tem xước đầy đủ Ketika. Thì cái này dài 2m4, đọt là 2 ly 2, nặng là 250 gram, giá công khai là 400k anh em. 2m4 cứng 50 nha, giá công khai là 400k. Tiếp theo sẽ là cây số 5 và cây số 6. Cây số 5 và cây số 6 là một cặp. Đó. Thì cây số 5 là một cây cần của Romit, cây Romit nha mọi người. Đó. Thì cây này cứng 80, dài 2m7, thông số cực kỳ chuẩn luôn. Đó, cứng 80, dài 2m7 là chuẩn anh em, câu cha chép 5C rồi. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon, cán vẫn là cán 3 khúc, phen là phen thường nha mọi người, phen thường. Đó. Phen thường nhưng mà bát là bát Fuji nha anh em, phen thường bát Fuji. Đó. Cây này anh em về cầu lăng xe, câu cha, câu chép. Đó, anh em mới tập câu thầy tặng em cháu về câu rất là ok nha. Cây này chất lượng là chất lượng carbon. Đó. Về đánh vô tư nha mọi người. Đó. Lăng xe lấy cây này về đánh là vô tư luôn. Cứng 80, 27 là thông số cực kỳ đẹp luôn. Đó. Tô mệt. Cán vẫn là cán 3 khúc, cán đời cao. Đó. Ngoại hình ok, có xuất sắc li ti nhưng không ảnh hưởng gì hết. Đây, cái này cứng 80 và H7, nặng là 350 gram, đọt là 41, giá công khai là 600k nha mọi người. Cây số 5 giá công khai là 600k. Cây số 6 cũng vậy luôn, cây số 6 đúng mày một cặp. Đó. Cây số 6 giá công khai vẫn là 600k luôn nha mọi người. 80 và H7 rõ mệt. Phen thường bát Fuji. Đó. Lỗi vẫn là lỗi đá nha anh em, lỗi đá xám. Rồi, giá công khai cây số 6 vẫn là 600k nha mọi người. Đó. Rồi, em qua phần bên đây là lô này là lô flip nha mọi người. Đó. Thì cây thứ nhất em lên ở lòng, cây số 7 em lên cho mọi người là một cây cần Kenyaki. Cây này là cây Kenyaki pip, pip đỏ nha mọi người. Đó, này mới thấy cần pip, 3 pip. Thì cây này là một cây Kenyaki cứng 50 và 1m8, hàng Korea xuất Nhật. Đó. Đây qua. Thì cây này anh em về đánh trên bè, trên ghe, trên thuyền rất là ok anh em. Phen là phen Fuji nha. Đó, phen Fuji. Thì keo vẫn còn ok hết nha mọi người. Cây này ngoại hình mới á, cây này ngoại hình tầm khoảng 90-93%. 80 dài không, cứng 50 dài 1m8. Bát Fuji, phen Fuji. Gốc ở dưới đây là gốc nhựa hay á, cứng lắm. Dạng này dạng giống như đôi chồng. Đó. Phíp đỏ. Ngoại hình sạch sẽ nha anh em. Đó, ngoại hình sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Vô Fuji luôn, đóng chữ đây anh em. Thì cây này cứng 80, dạ không, cứng 50, dài 1m8, nặng là 310 g, đọt là 3 ly 8. Giá công khai là 400k nha anh em. Đó, cây số 8 giá 400k. Hàng Kenyaki, hàng này đánh dạng như là rất cảm giác luôn. Đó, nhiều anh em săn đón cây này. Nhưng mà cây này là flip. Đó. Đây qua Kenyaki. À, tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 một cây cần cắm gốc mọi người. Cây cần cắm gốc thì cây này nó bị gãy đọt nên em lắp đọt lại.
Thì cái này dài chỉ là 1m85 thôi nha mọi người, dài 1m85, hàng cắm gốc đó. Cái này là phen thường bát thường luôn, phen thường nha anh em đó, phen thường bát thường nha anh em đó, phen thường vẫn là lỗi lỗi đá nha anh em. Thì cây này em bao hư hỏng bao lỗi lầm nha, thì cây nào làm đọt lên nói làm đọt thôi. Thì cái này dài 1m85, nặng là 250 g, đọt là 2 ly 7, nặng cứng là 80 nha mọi người, cứng 80. Thì một dạng cần cắm gốc cho anh em đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền đó, có bạo lực. Cái này một hàng của gỗ mệt nha anh em, gỗ mệt tem sức nhật đầy đủ. Chị ok, fan ok hết nha, cần còn rất là mới luôn á, nhưng bị gãy đọt thôi đó. Đọt là đọt đặc, đọt sợi tế tinh nha mọi người, đọt đặc, đọt sợi tế tinh, anh em đánh bạo lực vô tư anh em, nguyên khúc sợi tế tinh luôn, đọt đặc nha. Rồi giá công khai cây này là 350 cả anh em, cây số 8 giá 350 k. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người là một cây cần hai đọt đó. Cây này hàng của Suzumi anh em, hàng Suzumi, chất liệu là chất liệu phíp đỏ luôn đó. Hàng Suzumi, chất liệu là chất liệu phíp đỏ, cán được đi chỉ nè, có xuất sắc dâm nhẹ nhẹ vài điểm nha anh em. Đọt là đọt tháp, đọt tháp sợi thủy tinh, phen là phen Fuji, bát là bát Fuji nha anh em, hàng Suzumi. Cái này hai đọt, một đọt cứng 15, một đọt cứng 30, dài 2m4 đó, nặng là 200 g, đọt 1 ly, đọt 1 ly 4 á, cứng 30, đọt 1 ly cứng 15 đó. Bát là bát Fuji luôn nha anh em, bát Fuji đó, hai đọt. Thì cái này có một lỗi, có một phen bị lỗi nha anh em, đây em soi cho anh em xem luôn. Đây nè, phen này bị nứt cái này đây đó. Giờ anh em chịu khó chấm keo dán sắt vô nha. Giá này em bán thì em bán chỉ một đọt này thôi đó, đọt này thì em tặng theo cái càng. Thì đọt này đọt 30 nha mọi người, đọt 30. Thì giá công khai cây số 9, giá công khai là một, giá công khai là 300 k anh em, 300 k tặng thêm một đọt này đó. Thì cây này bị lỗi, cái này là bị lỗi đọt nha anh em, lỗi phen nha đó, anh em về kiểm tra mà lỗi cái này, về kiểm tra mà ngoài cái phen này ra không ra lỗi cái nào nữa là em tặng anh em cái cần luôn đó. Rồi, cái cần số 9 giá công khai là 300 k anh em người, hai đọt đó, hàng Suzumi Korea xuất Nhật nha đó. Phen vẫn là phen Fuji, bát là bát Fuji đầy đủ nha anh em. Đó, đọt này không lỗi nè, đọt cam lỗi. Lỗi phen duy nhất, vậy anh em chấm keo dán sắt là vô là ok liền. Ngoại hình đẹp đẽ nha anh em. Anh em lấy cái này về đánh mèo win, đánh tôm, đánh chép, đánh thanh, rất là ok. Rồi, tiếp theo là cây số 10. Chuyển qua đây. Cây số 10 là một cây cần Olympic nha mọi người, cây cần Olympic. Đó. Cây này là cây nội địa nha mọi người, cây Olympic nội địa. Cây này dài 2m4, hai đọt, nó lòng hai khúc. Đó. Cây dài 2m4, hai khúc, tem nội địa đầy đủ nha. Thì cây này thuộc dạng cần mà chị anh em đánh cảm giác rồi. Cây này dạng cứng nó chỉ gờ tầm khoảng 10-15 thôi nha anh em. Đó, anh em về câu mèo vinh hơn thôi, câu tôm cũng được. Câu tôm, câu tra dạng cảm giác ha. Em muốn một chữ C cho anh em xem luôn. Thì phen vẫn là phen Fuji nha anh em, phen Fuji, bát tầm bát thẳng nha, phen Fuji bát tầm bát thẳng, bát inox, gốc là gốc đá trọng. Cây này nặng 550 g, nhưng mà cái gốc nó nặng hết 450 g này. Gốc dưới đây là inox thì á, thì đọt là 2 ly 4. Thì để em xoay, em xoay hình à, chất liệu vẫn là chất liệu phíp đỏ. Ok hết nha anh em, cần này thì bao lỗi lầm nhé. Vậy anh em đánh cảm giác câu này, cây này nha anh em, cây này chỉ cứng giờ tầm khoảng 15 thôi nha anh em, 15-20 thôi. Thì giá công khai cây số 10 là giá 300 k mọi người đó, 300 k cây cần số 10 nội địa gốc quá trọng. Tiếp theo sẽ là cây số 11.
Cây số 11 đưa lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Taco. Đó. Đúng không Alpha không trời? Uban Pitsingon này. Đây nè, cây này đỏ đẻ nha mọi người. Fan vẫn là fan Fuji. Fan Fuji anh em đá trắng. Chữ Fuji đâu rồi? Đây, đóng trong đây anh em. Đó, Fuji. Cái này một đọt nha mọi người. Đọt này cứng 50. Đó. 2m4 cứng 50. Chất liệu vẫn là chất liệu phép đỏ nha mọi người. Đây nè. Góc cho đây người ta sơn nó lại. Bát vẫn là bát Fuji, fan vẫn là fan Fuji. Ngoại hình còn ok, đọt là đọt tháp nha. Đọt tháp. Đây nè, bu Fuji luôn. Đó. Hàng nguyên zin nguyên kiện. Cái nào lỗi cái nào thì em cố gắng nói anh em lỗi cái đó. Hàng này ok anh em về đánh lăn xe đánh ghe tàu thì rất là ok nha. Câu bè thì cái này nặng với 195g thôi, đọt 1 ly 6, giá công khai là 300k. Cái số 10 giá công khai là 300k luôn nha mọi người. Hàng đẹp nha anh em, đóng chữ Fuji trong đây nè. Rồi, giá công khai cái số 10 là 300k. Fan kéo đều ok hết nha. Tiếp theo là cây số 11. Anh em, cây số 11 là 300k nha. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 12. Cây số 12 là một cây cần của Alpha Taco. Alpha Taco hàng nội địa nha anh em. Đó. Cái này hai đọt, một đọt cứng 30, một đọt cứng 15. Cái này dài 2m7. Thì màu xanh bát Fuji. Đó. Fan Fuji. Đi chỉ còn rất là mới anh em. Chất liệu phép đỏ, đi chỉ còn rất là mới luôn á. Ngoại hình sạch sẽ, đẹp đẽ, không xước xát gì nhiều hết. Đó. Đọt là đọt tháp nha anh em, đọt tháp hai đọt, một đọt cứng 30, một đọt cứng 50, dài 2m7. Cây này chuẩn anh em câu cha luôn, câu cha giải trí chơi, câu chép, câu lăn xê. Đó. Ngoại hình còn đẹp anh em, chỉ có chỗ này nó bị xước xát một tí thôi. Đó, ngoại hình còn đẹp chỉ cho nó xước xát tí thôi. Fan ok hết nha mọi người. Thì cây này dài 2m7, hai đọt, một đọt cứng 30, một đọt cứng 50, nặng là 250g. Đọt 2 ly 2 á, cứng 50, đọt 1 ly 9 cứng 30. Giá công khai cây này là 400k anh em, cây số 12 400k. Đó. Anh em về đánh kém cái này vô tư. Đánh giải trí thì rất là ngon nha mọi người. Rồi, tiếp theo đến lên cây số 13, cây cuối cùng, một cây cần cho anh em đánh bạo lực. Cây này là trang bị dàn phen, là dàn phen rồng rọc nha anh em. Đó, dàn phen rồng rọc. Cây này thì chia cho anh em câu bạo lực, câu trên bè, trên ghe. À, đánh cá tra, đánh đồ dán, câu trên ghe, sân hàng. Cái này là hàng Olympic, hai đọt, dài 2m4 nha mọi người. Sử dụng dàn phen là dàn phen gồng gọc nha anh em. Đó. Ngoại hình thì khá là ok. Đó. Không xước xát gì nhiều hết. Còn rất là đẹp luôn đó mọi người. Tem là tem nội địa có đầy đủ nha. Bát là bát inox, rất là chắc luôn, góc và góc đó trọng nữa. Thì ngoại hình đẹp đẽ sạch sẽ. Thì hai đọt này là hai đọt chuyên đánh bạo lực. Cái nặng là 570g. Đọt 3 ly 4 và một đọt 5 ly. Đó. Một đọt 3 ly 4 á, cứng ra tầm khoảng 80-100. Một đọt 5 ly á, cứng ra tầm khoảng 150-200 nha mọi người. Thì cái góc nó đó trọng, cái góc nó nặng không là nè, 450g này. Đó. Góc nó nặng không là 450g này. Rồi, giá công khai cây cuối cùng, cây Olympic hàng đánh bạo lực fan cộng lọc. Giá công khai là 450k nha anh em. Cây này anh em về đánh bạo lực, câu trên bè, ghe, thuyền, vô tư. Dạng này là cảo cá mà Hugo luôn á. Rồi, đó tổng cộng 15 cây cần em đưa cho anh em. Này, nếu anh em mừng cái này thì chốt để em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.